Quan trọng là tôi mua được nhà, mua được xe chỉ sau 1 năm đi làm. Bạn chế nhạo tôi lười biếng nên mới chọn nghề freelancer. Mặc kệ bạn, tốt nghiệp đại học 2 năm, tần suất về quê của An nhiều hơn cả thời còn là sinh viên. Có đợt, những người hàng xóm thân thiện thấy An có mặt ở nhà hàng tháng trời. Gặp cậu, ai cũng ái ngại, dè dặt hỏi. Cậu giờ làm việc ở đâu rồi? Tính ra, tốt nghiệp cũng ngót 2 năm rồi đấy nhỉ? Vâng, cháu làm tự do tại nhà ạ. À, thế tức là cậu vẫn chưa tìm được việc đúng không An? Đích xác là một freelancer chính hiệu. Cậu ấy có thể đi xem phim rạp trong giờ hành chính, vác ba lô du lịch khắp nơi một thời gian dài, thoải mái ngồi bàn công chuyện ở quán cà phê. Trong khi người ta vội vã đi làm lúc 8 giờ sáng, rời khỏi công sở lúc 6 giờ chiều thì An lại tự do tự tại với cuộc sống. Trên Facebook, Instagram của An có khi chồng chất những album ảnh chơi bời, nhàn rỗi. Nhưng có đợt lặn mất tăm mất tích không chút dấu vết trên mạng xã hội, có lẽ vì thế nên trong tưởng tượng của số đông, đặc biệt của những người hàng xóm nhiều tò mò, làm tự do như An nói gần giống với thất nghiệp, hoặc là những người thích làm việc hay đi chơi lúc nào tùy ý, muốn chăm chỉ hay lười biếng ra sao cũng được. Thậm chí nhiều người còn nghĩ rằng, vì không công ty nào chấp nhận tuyển dụng những người như An nên cậu mới phải làm công việc tự do tại nhà, nhầm lẫn trong nhận thức của nhiều người khiến An, gia đình và bạn bè của cậu cũng bị ảnh hưởng. Không phải ai cũng hiểu hết khái niệm freelance, và người thân của An có thể lo âu, thấp thỏm vì nghĩ lựa chọn của cậu là sai lầm. Nhưng có ai hiểu, làm việc tại nhà không có nghĩa là chơi, và việc họ không thuộc quản lý của công ty, tổ chức nào không phải vì họ bất tài nên không được tuyển dụng. Freelancer không dành cho kẻ lười nhác, không hai Tú làm freelancer khi đang đi học vừa để trang trải học phí, vừa thỏa mãn niềm đam mê du lịch. Ngoài việc đảm bảo học hành trên lớp, Tú còn nhận các job nhỏ ở ngoài về làm lúc tối. Tất cả những gì trong khả năng làm được Tú đều nhận hết. Có thể, trong khi các bạn đã chăn ấm đệm êm, thì Tú vẫn đang lọ mọ làm việc. Tú chẳng có nhiều thời gian chăm chút cho bản thân, chẳng mấy khi tụ tập trà sữa, chém gió cùng chúng bạn, bởi thật sự, công việc của một freelancer ngốn khá nhiều thời gian của cậu, nhưng Tú trưởng thành rất nhanh nhờ những áp lực bùa vây đó. Ví dụ đến hạn deadline, có khi cậu phải thức đêm thức hôm, vài ngày không ngủ để hoàn thành, bù lại việc chịu áp lực này rèn cho Tú thói quen kỷ luật đúng giờ. Bởi nếu bạn chậm trễ, thất hẹn một lần đồng nghĩa những lần sau người ta sẽ chẳng thèm giao công việc cho nữa. Quan trọng hơn, làm việc kiểu này, Tú được làm đúng lĩnh vực cậu ta yêu, toàn tâm toàn ý dốc cho công việc. Không phải lo đối phó với đồng nghiệp, sợ sếp mắng mỏ, hay bất cứ điều gì tương tự. Thật ra mà nói, nếu ai đó chọn làm freelancer vì nghĩ sẽ có nhiều thời gian rảnh rỗi vui chơi, thì người ấy chắc hẳn sẽ sớm thất bại thôi. Bởi vì làm việc tại nhà thực sự không phải là nghề dành cho những kẻ lười, họ phải làm việc thật chăm chỉ để chinh phục các khách hàng tiềm năng lựa chọn. Mà một khi đã được chọn, freelancer sẽ lại tiếp tục phải làm việc chăm chỉ hơn nữa để hoàn thành dự án, chịu áp lực deadline rất lớn nên những người làm việc tự do tại nhà như vậy không thể lãng phí một giây một phút nào hết. Chúng ta có thể thấy họ nhởn nhơ rong chơi với chiếc máy ảnh, cà phê tám chuyện, ngắm phố phường vào cái lúc chúng ta làm giờ hành chính. Nhưng những lúc họ làm việc, chúng ta đâu hề biết họ không lãng phí thời gian để buồn chán. Những người làm tự do thường rất rạch ròi, chơi ra chơi, làm ra làm và đặc biệt làm gì cũng tập trung, dốc sức hết mình. Thực tế chứng minh hầu hết freelancer đều luôn bận rộn hơn chúng ta vẫn lầm tưởng, trừ những freelancer không thích làm việc nhiều. Như trường hợp của Tú hay của An, họ đều phải tự đi tìm và thương thảo các hợp đồng làm việc. Rồi tiếp tục tự mình triển khai toàn bộ nếu giành được công việc đó. Tất cả những hoạt động này đều tính bằng ngày giờ, chưa kể những giai đoạn phải chạy đua với thời gian vì có nhiều công việc cũng lúc. Mà gần như các freelancer đều sẽ nhận nhiều hợp đồng cùng lúc nếu muốn có mức lương bằng hoặc cao hơn so với lúc đi làm hành chính, trong khi chúng tôi còn đang chật vật đếm ngược từng ngày đợi tới cuối tháng lĩnh lương. Thì An đã sắm cho mình một căn hộ nhỏ nhắn sát gần trung tâm thành phố, ấm cúng và đầy đủ tiện nghi, và chiếc xe hơi tầm trung cốt để mưa không tới mặt, nắng không tới đầu mỗi khi phải ra ngoài. Ngày ngày cậu vẫn mải mê trong căn phòng nhỏ, viết app, viết code cho những dự án khủng. Duy Anh Web xin cảm ơn bạn đã xem hết video này, nhớ like và đăng ký kênh Duy Anh Web để thường xuyên nhận được những video mới nhất.